thù hận, rồi trả thù bằng cách trêu đùa người khác. Rốt cuộc mình chỉ chuốc lấy buồn tủi mà thôi. Chơi ác, nó giận vào người cho nên mới mơ vậy đó. Anh ơi, xuống ăn sáng đi làm anh. Anh. Trời, sao anh nóng quá vậy nè? Anh bị sốt rồi hả? Anh, em điện thoại xin nghỉ làm cho anh nha. Không cần đâu. Chuyện của Hiền Thanh làm cho anh lo lắng quá. Anh đừng có lo lắng nữa. Anh nằm nghỉ ngơi đi. Để em chạy ra chợ mua ít đồ về nấu cháo cho anh ăn nha. Anh ráng nhắm mắt ngủ một chút ha. Đi ra chợ rồi. Ba Thanh đó hả? Không hiểu là ổng đi làm hay là đi với một đàn bà đó nữa. Chưa, Thanh chưa thể nói được. Cứ nghĩ tới ổng là Thanh lại thấy cái cảnh ngày Thanh tròn 15 tuổi. Ổng vui thú với người đàn bà đó, trong khi mẹ Thanh thì lo lắng, nói Thanh phải thương ổng vì ổng phải đi công tác vất vả. Thanh lại muốn nổi điên lên, không có biết không? Thôi nha, bây giờ Thanh cúp máy, rồi Thanh chạy qua chỗ của Hân nha. Điều khiến chị rối ren sau giấc mơ đó không phải là chuyện bị đánh ghen, mà là chị đã kêu tên Dương và muốn anh ta cứu chị. Lúc tỉnh á thì chị gầm ghè với ảnh, còn khi mơ á thì gọi tên ảnh. Điều này chứng tỏ là gì ta? Chị cũng không biết. Đây là lần đầu tiên trong giấc mơ chị kêu tên Dương, kể từ khi sống ly thân cho tới bây giờ. Chị cũng không hiểu nổi mình nữa. Trong khi đó gần đây, chị lại có cảm giác gắn bó khăng khít với Nam hơn. Có khi nào người ta cùng lúc yêu được hai người đàn ông không ta? Yêu Nam á là chuyện chị không hề mong đợi. Ảnh chỉ là nơi giúp chị giải tỏa cân bằng cuộc sống. Chị luôn sẵn sàng cho một cuộc ra đi, ngay cả khi vừa ngồi bên ảnh. Nhưng việc mà ảnh nặng lòng với chị đôi lúc khiến chị lay động. Tóm lại, những vấn đề chị vừa trình bày là chị đã yêu người đàn ông đó rồi đúng không? Trước kia chị không quan tâm tới gia đình của Nam và công việc của ảnh. Nhưng bây giờ chị bắt đầu sợ. Chị cũng đã đặt ra câu hỏi với mình, phải chăng mình đã yêu Nam?
Nhưng mà đêm qua người chị gọi tên không phải là ảnh. Là sao hả cô em? Bể ái tình của chị thiệt là phức tạp. Em cũng bó tay chứ sao. Mà nè, phương châm của chị sống là sống để hưởng thụ, chứ em thấy chị cứ dằn vặt hoài à, thì sao hưởng thụ cho được. Mình đi. Mình đi. Đừng chờ cơm con. Ghét ổng, ghét vô cùng.
Lát nữa anh kiểm tra bên này nha. Ok. Anh Dương ơi, em đây nè. Thôi lên, anh ở trên đây nè. Chờ chút xíu nha, anh xuống liền. Chờ ok. Chị ơi. Dạ. Chị gặp ai vậy? À, dạ không, tôi tìm thợ sửa nhà thôi. Ờ, à, chị muốn kiếm á thì ra chợ người mà kiếm. Thợ ở đây làm ăn lương của xí nghiệp rồi, thành ra họ không nhận ngoài đâu. Vậy anh Dương chỉ huy công trường ở đây, ảnh đâu rồi anh? Hồi nãy có một cô vừa tới đón ảnh đi rồi. Ảnh đi lâu chưa vậy? Chắc cỡ 1 tiếng rồi. Cảm ơn anh. Anh ta vẫn vậy. Mình thiệt là khùng khi định mang chuyện Dương tới đây kiếm anh. Nếu hết mơ mong anh trở về, nếu em ấm đổi thay, tình yêu như gió. Ủa anh Nam, anh làm sao vậy? Nhìn anh không khỏe. Ừ, tôi không sao. Ủa hôm nay ông bị sao vậy bà? Biết đâu hôm nay ông bị làm sao á. Làm việc thôi, đi. Đi. Dạ thưa sếp. Chào cậu. Ủa sao nghe nói cậu bệnh xin nghỉ mà? Dạ em thấy cũng đỡ rồi. Giả lại ở nhà em còn mệt hơn nữa. Tôi cần nói chuyện với cậu. Cậu qua đây gặp tôi một tí. Dạ. Cậu uống nước đi. Cậu cử một người phòng cầu đi cùng bộ phận phát triển thị trường ra Đà Lạt gấp. Chúng ta cần phải tổ chức hội thảo trước dự kiến. Gói thầu này cũng có khá nhiều đối thủ nặng ký. Lẽ ra cậu nên đi nhưng cậu đang bệnh. Cậu chọn một người nào đó làm được việc thay cậu nha. Sếp à, để em đi cho. Đâu có được, cậu đang ốm làm sao đi xa được. Cậu đừng biến tôi là một giám đốc vô trách nhiệm với nhân viên nha. Từ khi cậu nói với bà xã đi theo nấu cháo cho cậu. Thực ra thì em đang định xin nghỉ phép để đi Đà Lạt có việc riêng. Nếu đi đợt này em xin kết hợp luôn. Vậy tùy cậu nha, tôi không ép. Cảm ơn sếp. À, cho tôi gặp anh Nam trưởng phòng à? Dạ anh Nam không có ở đây chị ạ. À, vậy có biết ảnh đi đâu không? Tôi điện thoại di động á mà không có liên lạc được. Dạ chị ở đâu gọi tới, có gì nhắn không để tôi ghi lại. Ngày mai anh Nam đi công tác ở Hà Nội rồi. Xin lỗi, nếu tôi gặp anh Nam tôi sẽ nhắn giùm chị. À, thôi được rồi, có gì tôi sẽ gọi lại cho anh ấy sau. Chào chị. Cảm ơn. Dạ không có gì. Thank you.
Anh còn đang sốt, liệu có đi được không? Anh cũng đỡ rồi, công việc là phải vậy, em đừng lo nữa. Em à, ở nhà em phải để ý tới con, đừng để xảy ra thêm sự cố nào nữa nha. Bây giờ đầu óc anh rất bấn loạn, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Sau chuyến đi công tác, chúng ta sẽ bàn lại, rồi sẽ tìm trường cho con đi học tiếp nha. Ừ. Thuốc em đã chia ra từng phần và để trong vali. Em có ghi rõ sáng chiều, anh nhớ ăn xong rồi uống nha. Anh nè. Anh đừng có tắt máy như mọi khi nha. Để có chuyện gì em còn gọi được. Mà em nghe thời tiết ở ngoài buổi chiều lạnh lắm, em có để áo khoác trong vali. Anh xuống sân bay thì lấy mặc luôn nha. Mà Hạnh nè, có khi nào con nó kể vì sao nó lại gây nên những chuyện như vậy không? Thì em có hỏi, nhưng con nói là do hoàn cảnh, chứ nó không có muốn như vậy. Lúc thì nó bị ép buộc, lúc thì nó bị rủ rê, lúc thì nó giúp đỡ bạn bè. Vậy có khi nào nó có hỏi gì về anh không? Dạ không. Nhưng tại sao anh lại hỏi như vậy? Anh chỉ sợ mình cứng rắn quá, thiếu thông cảm, thiếu tâm lý, nên cũng khó thuyết phục nó nghe lời. Thôi anh đi nha. Dạ. Nếu mà buồn á thì em cứ mời bà ngoại sang chơi cho vui. Thôi anh đi nha. Dạ. Vào nhà đi. Alo, anh nghe. Nè, làm trai độc thân sướng lắm phải không? Trời, chưa được một lời chào đã bị nhằn rồi. Anh mệt muốn chết nè. Công việc tự nhiên nó phát sinh chồng chất, nên phải lùi lại một vài ngày. Em sao rồi? Sao ở trên trời á, ở nhà có một mình, buồn muốn chết. Em ăn uống sao? Anh ăn không có hợp khẩu vị miền Tây đâu. Anh thấy chưa, chỉ có ô xin cao cấp này á thì mới phục vụ hợp ý của anh thôi. Nè, chẳng cần phải nói như vậy đâu, anh lúc nào cũng chấm công cho em mà. Nè, đến má chồng còn phải khen tài nấu nướng của em á. Đã nha.
ở nhà phải ngoan vậy cưng. Vậy anh có thưởng. Nè, có nhớ anh không? Nhớ chứ sao không nhớ. Không nhớ, mất công điện thoại cho anh làm gì. Mà nè, anh không được hứa lèo đó nha. Anh biết rồi. Anh về là chết với em đó. À, em mới tìm được một shop toàn hàng sách tay không đó. Anh chuẩn bị tài chánh đi là vừa. Ok cưng, bye nha. Ừ. Nobita đốt cháy Suka. Doraemon bị cha em bắt nạt. Lớn rồi mà cứ y như con nít vậy đó. Tối ngày đọc truyện tranh không à. Truyện tranh thì có sao đâu em. Mỗi người mỗi sở thích mà. Mà sao em cấm đoán anh tùm lum vậy. Em đúng là một kẻ độc tài á. Ừ, thì em độc tài. Nhìn anh tối ngày thích thú, cắm đầu vô truyện tranh, cười hô hố ha ha. Em có cảm giác như là em lấy thằng Tí làm chồng vậy đó. Qua đây. Dám nói gì với anh hả? Chết với anh nghe chứ. Đứng im. Anh vừa đi nhậu với thằng cha Điền giờ này mới về đúng không? Hả? Đâu có. Anh đi từ công ty về tới nhà đó chứ. Lại đây. Lẹ lên. Đứng đây nè. Anh đứng im thì em mới đo nồng độ cồn được. Há miệng ra. Há miệng ra. Trời ơi, sặc mùi vậy mà anh còn chối nữa hả? Anh uống mấy ly? Anh uống đúng một ly. Em đo độ cồn của anh còn chính xác hơn mấy nữa nha. Tầm này á, không tới 4 chai thì mới lạ đó. Anh còn định chối hả? Nhẹ tay vợ. Em phải phạt anh mới được. Bây giờ anh phải phải lau nhà cho em, quét dọn cho em. Không được để một vết bụi nào trên nhà nghe chưa. Thank you.
Ăn không? Xin lỗi cô. Dạ, chào tôi anh. Tôi đặt phòng trước đó. Tôi tên Nam. Rồi, dạ. Chìa khóa của anh. Dạ, thưa anh, có một chị đang chờ anh ở khu cà phê bên kia ạ. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi thằng Thắng đâu? Dạ con về một mình. Anh Thắng đi công tác xa mấy hôm mới về. Hôm nay công ty con ít việc nên con về thăm má nè. Và thăm các chị nữa. Ủa mà má khỏe hẳn chưa má? Ừ, người già thì trái gió trở trời, lúc bệnh lúc khỏe biết đâu được. Vậy được thì phải đi lại cho nó khỏe người con à. Trời đất ơi, không biết tôi có nhìn lầm hôm đây. Chắc trời sắp bão á. Thôi mà, con bớt cái miệng chút cho má có được hay không? Em nó có lòng nó về thăm. Nè, con ra chợ coi còn gì không mua về rồi lo nấu cơm đi nghe con. Dạ. Thôi khỏi đi chị hai. Má, con có mua sẵn đồ ăn rồi nè. Má, má đừng có bày vẽ chi cho mất công. Con cũng là con dâu trong nhà mà. Má đừng có khách sáo với con như vậy, con ngại lắm. Má nói cho con nghe, lâu lâu mới về quê thì phải ăn đồ tươi cho nó bổ. Ăn chi mấy cái đồ hộp này nè con. Nè, dạ, con dạ. Đi chợ đi. Nghe không? Dạ. Ừ, sẵn dịp con về má hỏi luôn nè. Chuyện lùm xùm của con với vợ chồng mà con của bác hai làm sao rồi? Dạ, thực ra thì cũng không có gì. Tại anh chị ấy ăn ở luộm thuộm quá. Con thì cả ngày đi làm về, chỉ đâm đầu vào dọn dẹp. Mệt mỏi quá nên con cũng hơi quá lời. Nhưng tại anh chị về bất chợt, con đâu có biết đâu. Má nói con nghe nè, cũng tại con kỹ tánh quá, làm cho hai anh chị đó tự ái. Má thấy lẽ ra chuyện không có gì hết á. Mà thôi, để mọi chuyện má dàn xếp cho. Mà anh chị ấy về quê nói gì hả má? Ừ, chồng á thì nó không có nói gì, mà chị dâu á thì nói bóng gió hai ba lời. Mà má hiểu, cái bệnh nhà quê mà con. Thôi để đó má dàn xếp cho nghe. Con cũng phải rút kinh nghiệm đó nghe chưa? Dạ con biết rồi má. Để con giúp má làm việc nha. Có biết làm không đó. Nhà quê tôi á thường tiết kiệm nhiều thứ lắm, rửa chén á không có dùng nước rửa chén như trên thành phố đâu, nên thường rửa cực hơn một tí. Dạ. Mà nè, tôi hỏi thiệt mợ nghe, sao hôm nay mợ xuống đi chơi á, tôi thấy mợ thay đổi nhiều hơn những lần trước vậy? Dạ, tại em muốn hòa hợp với gia đình mình chị hai à. Thời gian qua em cũng không phải lắm. Em xin lỗi chị hai. Mợ nghĩ được như vậy á
là tôi mừng cho thằng Thắng rồi.